Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên với chủ đề bệnh máu nhiễm mỡ. Thưa quý vị và các bạn, máu nhiễm mỡ là hiện tượng mà lượng mỡ trong máu cao hơn mức bình thường và gây ra nhiều nguy hiểm cho người bệnh. Bởi chúng sẽ dẫn tới các căn bệnh nguy hiểm như cao huyết áp, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị căn bệnh này. Bệnh máu nhiễm mỡ là gì máu nhiễm mỡ hay mỡ máu cao là tình trạng dư thừa mỡ trong máu, thông tin trên trang sức khỏe đời sống. Lipid là một trong ba chất dinh dưỡng chính của cơ thể, gồm glucid, chất bột đường, protein, chất đạm và lipid, mỡ. Bình thường thì trong máu luôn có một tỷ lệ mỡ nhất định được đánh giá thông qua chỉ số xét nghiệm của cholesterol, triglycerides. Nếu những chỉ số này cao hơn mức cho phép thì được gọi là mỡ máu cao. Lượng cholesterol cao chính là chỉ số đặc trưng của bệnh. Cholesterol -tron trong máu được tạo bởi một nhóm các chất béo cần thiết đối với cơ thể. Các chất béo này được sản xuất ở trong gan để ổn định mang tế bào và làm cho chúng thẩm thấu các chất dinh dưỡng. Cách hỗ trợ điều trị máu nhiễm mỡ Tiếp đó, trang sức khỏe đời sống cũng đăng tải những lưu ý tốt nhất cho người bệnh máu nhiễm mỡ như sau. Người bệnh cần đi kiểm tra và theo dõi định kỳ từ 3-6 tháng một lần hoặc tùy theo sự hướng dẫn của bác sĩ kiểm soát cân nặng hàng tháng nếu đã thấy có dấu hiệu thừa cân thì cần xem xét lại chế độ ăn uống và vận động để làm giảm bớt lượng cân thừa. Chế độ vận động, chọn một môn thể thao yêu thích và phù hợp đối với sức khỏe của bạn và tập luyện thường xuyên. Có thể phải cần dùng thêm thuốc nếu đã áp dụng những phương pháp ăn uống tập luyện mà lượng mỡ trong máu vẫn còn cao. Ngoài ra luôn giữ lượng mỡ trong máu ở mức độ tối ưu nhất nếu bạn đang mắc những bệnh như đái tháo đường, suy thận mãn tính, thiếu máu cơ tim. Loại bỏ các thói quen xấu hàng ngày, làm bệnh máu nhiễm mỡ trầm trọng như sử dụng quá nhiều thuốc lá, bia, rượu, các chất chứa nồng độ cồn cao bởi những khi sử dụng chúng sẽ làm tăng lượng triglycerid trong máu. Triệu chứng của bệnh máu nhiễm mỡ Trang sức khỏe đời sống cũng đăng tải rõ những triệu chứng của bệnh bao gồm. Một số triệu chứng của bệnh máu nhiễm mỡ có thể xuất hiện khi mắc bệnh bao gồm hoa mắt, chóng mặt, đau ngực, đau đầu, nhịp tim nhanh, thở gấp cáp, nếu bệnh đã ở vào giai đoạn cuối sẽ xuất hiện các dấu hiệu sơ vữa động mạch, đau tim, huyết áp cao. Khi phát hiện những dấu hiệu của bệnh và sớm thực hiện những biện pháp điều trị bằng cách thay đổi các chế độ ăn uống và tập luyện thể dục thể thao sẽ làm cho tỷ lệ mỡ trong máu giảm đi một cách đáng kể. <laughs> Nguyên nhân của bệnh máu nhiễm mỡ Nguyên nhân gây bệnh máu nhiễm mỡ chủ yếu do ăn uống không điều độ, ăn nhiều đạm động vật, chất béo bão hòa, nhiều đường bột ăn ít hoa quả và lời vận động thông tin trên sức khỏe đời sống bên cạnh đó còn do di truyền yếu tố gia đình ngoài ra quá trình học tập căng thẳng làm việc áp lực cao không có chế độ nghỉ ngơi hợp lý sẽ gây căng thẳng stress từ đó dẫn đến hiện tượng rối loạn chuyển hóa các chất trong cơ thể người gầy suy dinh dưỡng vẫn bị mỡ máu vì khi cơ thể thiếu chất cũng đồng nghĩa với việc thiếu một số chất cần thiết để thanh lọc bớt mỡ người ăn ít hay ăn kiêng quá mức sẽ khiến lượng đường trong máu thấp khi đó cơ thể sẽ tự điều chỉnh tăng hấp thu mỡ để phân giải thành năng lượng. Nếu lời vận động mỡ sẽ tích tụ mà không được chuyển hóa, axit béo đi vào máu nhiều, vượt quá mức cho phép sẽ gây ra mỡ máu. Những biến chứng của bệnh máu nhiễm mỡ. Những người có máu nhiễm mỡ nếu không điều trị kịp thời, về lâu dài sẽ có thể dẫn đến tình trạng mỡ đóng vào trong mạch máu, tạo thành mảng sơ vữa động mạch khiến mạch máu bị tắc hoặc bị vỡ. Nếu điều này xảy ra ở não thì gây nên tai biến mạch máu não, nếu ở ruột thì gây tắc mạch máu nuôi ruột dẫn đến hoại tử ruột. Xảy ra ở tim sẽ gây nhồi máu cơ tim, xảy ra ở các chi thì gây tắc mạch máu chi. Ở một số bộ phận khác thì có thể gây ra các bệnh như viêm tụy, tiểu đường tuyếp 2, cao huyết áp, các bệnh về tim mạch, đột quỵ, đau và tê chân, sa sút trí tuệ. Cảnh báo này đã được đưa ra trên trang sức khỏe đời sống. máu nhiễm mỡ nên ăn ít chất béo. Để giảm cholesterol trong máu, chỉ nên ăn dưới 30% calo từ chất béo. Đây là lưu ý về chế độ dinh dưỡng cho người máu nhiễm mỡ trên trang sức khỏe đời sống. Tránh ăn mỡ động vật và kem sữa bò. Tránh các thức ăn như bơ thực vật, dạng thỏi và bánh, bánh nướng lò, sản phẩm dạng rán như khoai tây rán. Nên dùng dầu ô liu, dầu cải, dầu độ nành và dầu hướng dương tăng lượng chất xơ trong bữa ăn. Những thức ăn có nhiều chất xơ hòa tan là gạo lức, các hạt họ đậu, rau, trái cây. Quý vị và các bạn thân mến, tìm hiểu về căn bệnh ung thư gan sẽ là những nội dung chính trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.